nhìn ngày nay như là sự cứu cánh để mọi người giải tỏa căng thẳng, tìm lại sự an ổn trong tâm hồn, nhưng ít ai tìm hiểu thực sự khái niệm thiền là gì. Thiền là gì? Suốt 45 năm Đức Phật chỉ thuyết giảng hai điều, một khổ và hai con đường đưa đến sự diệt khổ. Để diệt trừ cái khổ, người ta phải nhận ra bản chất nội tại của vấn đề khổ. Mà để được vậy, trước hết người ta phải cần có một cái tâm an tịnh mà thiền Phật giáo gọi là Samatha, thiền chỉ. Vậy thiền là gì? Từ trước đến nay đã có rất nhiều khái niệm khác nhau được đưa ra để định nghĩa về thiền, và cũng có nhiều cách ngồi thiền khác nhau. Trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, thiền, tiếng Phong Y là Bhavayana, dùng để chỉ những pháp thực hành nhằm rèn luyện dưới góc độ Doga, thì thiền được gọi là Dharana, nghĩa là dòng chảy của tâm trí. Đây là một trạng thái tinh khiết và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi chảy không gì ngăn trở, hoàn toàn đắm mình trong ý nghĩ về ý thức vũ trụ. Theo Jnanamurti, tác giả và nhà diễn thuyết nổi tiếng của Ấn Độ, thiền không phải là phương tiện. Nó là cả hai, phương tiện và cứu cánh. Thiền là một điều phi thường. Nếu có bất cứ một sự bắt buộc, cố gắng bắt tư tưởng phải tuân thủ, bắt chước, thì thiền sẽ là một gánh nặng. Theo từ điển tiếng Anh Oxford, thiền là sự thực hành suy tư sâu sắc trong tĩnh lặng để cho tâm của người thực hành an tĩnh. Còn từ điển Merriam-Webster thì đưa ra hai định nghĩa khác nhau. Thứ nhất, thiền là ngâm mình trong sự trầm tư mặc tưởng hay sự phản tĩnh. Thứ hai, thiền là tham dự vào việc luyện tâm, như tập trung vào hơi thở hay trì tụng một câu thần chú lặp đi lặp lại nhiều lần, với mục đích hướng đến sự tỉnh thức tâm linh ở một cấp độ cao. Và theo từ điển Cambridge, thiền là hoạt động hướng sự tập trung của bạn vào một đối tượng, có thể là một hoạt động mang tính chất tôn giáo hoặc một phương thức nào đó để được trầm tĩnh và buông xả. Nói chung, tất cả những định nghĩa này đều mang cùng một ý nghĩa, đó là sự nỗ lực hết mình để ràng buộc tâm vào một điểm duy nhất, vì dường như người ta không có khả năng tập trung vào hai đối tượng trong cùng một thời điểm. Suy cho cùng, chúng ta thường có khuynh hướng dùng từ thiền để mô tả những sự thực tập có tính trầm tư mặc tưởng hay những sự thực hành phản ánh sự suy nghiệm. Dựa trên ý nghĩa này, thiền không nhất định mang ý nghĩa tôn giáo. Mà đúng hơn, thiền là một phần tri nghiệm tự nhiên của con người chúng ta, và nó có thể được dùng làm phương thuốc trị liệu để gia tăng sức khỏe cũng như nâng cao hệ miễn dịch trong con người chúng ta. Bất kỳ ai ngắm nhìn mặt trời lúc hoàng hôn hay chiêm ngưỡng một bức tranh nghệ thuật mà cảm thấy trầm tĩnh và nội tâm thanh thoát đều ít nhiều thưởng thức gia vị của thiền. Thiền phương pháp rèn luyện thân thể hiệu quả theo khoa học. Có nguồn gốc từ phương Đông cổ xưa, việc thực hành thiền định được cho là giúp giữ gìn tâm tính và đạt được một mức độ cao hơn về nhận thức, trong khi việc nâng cao sức khỏe và hạnh phúc chỉ được coi như một hiệu quả phụ diện. Khoa học hiện nay đang tiến gần hơn đến việc chứng minh lợi ích sức khỏe của thiền định. Các nghiên cứu mới nhất từ đội ngũ khoa học trường Y Harvard cho thấy, cách rèn luyện thân và tâm này có thể ảnh hưởng đến gen kiểm soát mức độ căng thẳng và chức năng miễn dịch. Bác sĩ tâm thần học là Jan Denayer của Đại học Harvard và nhóm của ông đã sử dụng công nghệ chụp ảnh nuôi dâu và hệ gen để đo những thay đổi sinh lý tiềm tàng trong mỗi cá nhân một cách chính xác. Sau khi quan sát một người bị căng thẳng cao tập yoga và thiền định, nhóm nghiên cứu nhận thấy sự gia tăng sản xuất các ti thể, khả năng đàn hồi và hồi phục được cải thiện. Những thứ này giúp làm giảm căng thẳng liên quan đến điều kiện sức khỏe như tăng huyết áp và vô sinh. Trên thực tế, những quan sát qua điện não đồ cho thấy, chỉ cần nhắm mắt để loại bỏ thị giác là đã giảm được 50% các kích thích từ bên ngoài. Do đó, nhắm mắt lúc ngồi thiền giúp giảm các kích thích giác quan. Ngày nay, khoa học đã biết rất rõ tác động qua lại giữa hai yếu tố thần kinh và cơ. Khi thần kinh căng thẳng, trương lực cơ bắp cũng gia tăng. Ngược lại, nếu điều hòa trương lực cơ bắp ở mức thư giãn thì thần kinh cũng sẽ được ổn định. Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này khi quan sát một người đang giận dữ. Khi tức giận, gân cổ nổi lên, cơ bắp căng cứng, bàn tay nắm chặt. Đó là lúc thần kinh quá căng thẳng. Ngược lại, hãy nhìn một người đang ngồi ngủ gật trên xe. Lúc người này thiếp đi là lúc thần kinh thư giãn, tâm không còn ghi nhận ý niệm gì cụ thể, cơ bắp cũng giãn mềm nên đầu dễ dàng ngoẹo sang một bên. Vì vậy, trong quá trình hành thiền, việc chủ động giãn mềm cơ bắp sẽ thúc đẩy nhanh quá trình thư giãn, nhập tĩnh. Thứ nhất, mạch và hai bàn tay là những vùng phản chiếu, có các điểm tương ứng với toàn bộ cơ thể. Do đó, nếu thư giãn được vùng mạch hay hai bàn tay thì sẽ thư giãn được toàn thân. Thứ hai,
theo học thuyết pháp luật, khi tập trung gây ức chế thần kinh một vùng hoặc một điểm ở vỏ não, qua hiệu ứng thư giãn, thì sự ức chế này sẽ lan tỏa gây ức chế toàn bộ vỏ não. Như vậy, thì ngoài việc là liệu pháp tinh thần hiệu quả, còn là phương pháp rèn luyện thân thể rất khoa học mà mọi người có thể áp dụng.